Giá thế của mẹ Bridget Yaki nắm chuỗi spa đắt đỏ, ngồi xe bạc tỷ, thần thái vừa sang chảnh vừa quyền lực. Nhắc đến hồi Bridget 10X nổi đình nổi đám thì Yaki sinh năm 2003 đích thị là một cái tên không thể bỏ qua. Độ chịu chơi của chàng thiếu gia này làm ai cũng phải choáng. Sau pha móc hầu bao 100 triệu chỉ để ngồi gần thần tượng Ngọc Trinh, nhất cử nhất động của Yaki đều nhận được sự quan tâm. Thời gian sau đó, cậu bạn này liên tục khuấy động đường đua Bridget. Tiêu biểu có thể kể đến lần bỏ chục tỷ tàu xe sang chỉ để trip moment cùng chân dài gốc Trà Vinh, lấy thẻ đen làm thước kẻ hay đốt gần 20 triệu đồng cho một bữa ăn. Độ nổi tiếng tăng nhanh kéo theo việc gia thế của Bridget 2K3 này cũng làm dân tình không khỏi tò mò. Người nào người nấy đều muốn biết Gia Kỳ xuất thân trong một gia đình như thế nào, có bố mẹ ra sao mà lại chi mạnh tay đến vậy. Không để dân tình hỏng quá lâu, cậu bạn 2K3 đã nhanh chóng cho người mẹ bề thế của mình lên sóng. 10X đã đăng tải khoảnh khắc đi ăn cùng mẹ lên trang cá nhân kèm theo dòng giới thiệu đầy chừng mực: mẹ em đó mọi người. Dù chỉ là một khoảnh khắc lướt qua, nhưng vẻ ngoài sang trọng và khí chất chuẩn phu nhân giới thượng lưu của mẹ Yaki làm ai nhìn cũng nể. Đó là lý do phía dưới đoạn clip, không ít người đã để lại những lời khen có cánh cho bà. Chị mẹ sang chảnh quyền lực này được quý tử gọi bằng biệt danh Madam Hồng. Bà hiện là chủ sở hữu chuỗi spa sang chảnh đắt đỏ bậc nhất Sài Gòn. Là bà chủ lớn còn làm trong ngành thẩm mỹ nên gu thời trang, sắc vóc của bà ổn áp vô cùng. Trong một đoạn clip khoe cơ ngơi đồ sộ ở khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng, Yaki từng cho phòng ngủ ngập đồ hiệu của mẹ mình lên sóng, làm người xem không khỏi há hốc mồm. Trong lần trả lời phỏng vấn của Tri Thức Trẻ, Yaki từng bật mí rằng mẹ là người có ảnh hưởng sâu sắc đến mình. Cậu bạn cho hay, Madam từng nói, con nên nhớ, người kinh doanh giải thích cho những khách hàng không thuộc phân khúc sản phẩm của mình là chuyện rất vô nghĩa. Vậy nên mình chỉ hổ thẹn nếu phải sống cuộc đời không lao động, không giúp ích cho xã hội. Như thế Yaki mới ngại, chứ còn chuyện mọi người bàn tán thế nào về mình, cố gắng không quan tâm. Vì có mẹ vừa giàu vừa giỏi nên Yaki đã sớm lập nghiệp, tự chủ về tài chính. Chàng thiếu gia này đã học về kinh doanh từ năm lên 8. Hiện tại Yaki là CEO của một nhãn hàng thời trang do chính mình xây dựng từ năm 17 tuổi. Trên trang cá nhân, mới từng khẳng định chắc nịch rằng mình là rất chết tự thân, không hề ăn bám phụ huynh. Anh chàng viết, tiền kỳ xài là tiền kỳ đi làm mà có, chứ không phải dùng tiền bố mẹ như mọi người nghĩ đâu. Kỳ nghĩ kỳ là rich kid tự thân thay vì rich kid bình thường ăn bám tiền ba mẹ. Trong đợt cao điểm dịch Covid-19, trang rich kid cũng gây chú ý khi rao bán một loạt 4 xế hộp tiền tỷ để ủng hộ quỹ vaccine. Trong đó có cả chiếc xế hộp mà anh chàng tậu cách đây không lâu để làm đồ đôi cùng thần tượng của mình là nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Ngoài ra những chiếc khác cũng đều thuộc dòng xe hạng sang như chiếc Rolls Royce phiên bản 2014 sẽ được bán lại với giá 16,5 tỷ đồng. Nhìn thấy cách sống của Bridget 2K3 này thì ai cũng đoán được mẹ của anh chàng là một nhân vật lớn trong giới kinh doanh. Không chỉ yêu thương chiều chuộng con trai mà cách dạy con sớm gia nhập thương trường của người phụ nữ này cũng khiến người khác phải nể phục. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.